Võ Minh Thành. Má, ai đưa thư gì cho má vậy má? Thôi để con đọc giùm má nha. Mới đây ngủ luôn rồi. Ba, ba, ba. Ba nói không sai. Mà tự nhiên ba ngủ luôn vậy. Tân khúc Nguyệt Cầm được tổ chức bởi các em sinh viên nhóm The Moon thuộc khóa 18.1 bộ môn kinh tế chuyên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện trường cao đẳng FPT Polytechnic thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình tối hôm nay, cho phép Xuân Hiếu xin được trân trọng kính gửi đến quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô cũng như là tất cả các em sinh viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các em thân mến, với thông điệp hòa điệu đờn ca lưu truyền văn hóa, đây không chỉ là một chương trình âm nhạc nghệ thuật mà còn là một sự kiện mang rất nhiều ý nghĩa với những giá trị của sự tiếp nối của sự lưu truyền văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam đến với những thế hệ trẻ mai sau. Thật sự là chúng ta đã vô cùng tự hào khi cách đây 11 năm, vào đúng ngày 5 tháng 12 năm 2013, UNESCO đã chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam Bộ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua hàng trăm năm, những giai điệu đờn ca tài tử đã và đang được tiếp tục vang lên trong đời sống của chúng ta, đó như là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy. Trên tinh thần đó, trách nhiệm của những người trẻ chúng ta là làm sao cần phải chung tay để góp phần bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật dân tộc nói chung và đờn ca tài tử nói riêng, và chương trình này là một trong những minh chứng cho điều ấy. Thưa tất cả quý vị và các em thân mến, chương trình nghệ thuật Tân Khúc Nguyệt Cầm tối ngày hôm nay càng trở nên vô cùng ý nghĩa hơn khi được sự cho phép của chính quyền xã Mỹ Lệ và ban quản lý Đình Vạn Phước được tổ chức ngay tại Đình Vạn Phước, nơi thờ nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại cùng với các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật đờn ca tài tử. Qua đó, kỳ vọng một điều trong tương lai, đờn ca tài tử cũng như các loại hình văn hóa nghệ thuật sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam chúng ta. Thế nên ngay lúc này, một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta cùng tôn vinh chương trình, cùng tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử. Và đến tham dự với chương trình âm nhạc nghệ thuật tối ngày hôm nay, ngay sau đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Trân trọng được đón tiếp có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lệ. Trân trọng đón tiếp có sự hiện diện của ông Bùi Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lệ. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Phan Thị Thu Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện. Cùng với sự hiện diện của các đồng chí đại diện các cơ quan ban ngành tại địa phương, xin cùng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón. Về phía ban quản lý Đình Vạn Phước, chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đón tiếp có sự hiện diện của bác Phạm Văn Hiệp, chánh bái Đình Vạn Phước. Về phía khách mời và đồng thời cũng là cố vấn cho chương trình Tân Khúc Nguyệt Cầm tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị và các em sinh viên có sự hiện diện của thạc sĩ âm nhạc dân tộc, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ban lãnh đạo trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Trần Văn Nam, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng FPT Polytechnic, Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Nguyễn Hữu Hướng, chủ nhiệm bộ môn du lịch nhà hàng khách sạn. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Đoàn Thanh Nghiêm, chủ nhiệm bộ môn kinh tế. Và đặc biệt cùng góp phần thành công cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đón tiếp có sự hiện diện của quý giảng viên bộ môn kinh tế cũng như là sự hiện diện rất đông của các em học sinh nhà trường đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ý nghĩa tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh cho chính sự hiện diện của tất cả chúng ta.
Và kính thưa quý vị cùng các em thân mến, ngay sau đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức, tỉnh Long An sẽ có đôi lời phát biểu chào mừng cùng với tất cả chúng ta trong một đêm chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa như thế này. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa thầy Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT. Kính thưa đồng chí Phan Thị Thu Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lệ. Kính thưa tất cả các thầy cô, các khoa của trường Cao đẳng FPT và các bạn sinh viên thân mến. Thì sau một thời gian các bạn đã tích cực chuẩn bị, thì ngày hôm nay thì sự kiện Tân khúc Nguyệt Cầm do các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT là chủ trì, phối hợp cùng với đơn vị xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức và ban hồi hương Định Vạn Phước thì đã chính thức bắt đầu. Thì thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã thì xin chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý và xin chúc cho chương trình Tân khúc Nguyệt Cầm của các bạn sinh viên thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, thì Định Vạn Phước, xã Mỹ Lệ là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh được công nhận năm 2021, và đình là nơi thờ hai vị phải nói là rất là nổi tiếng của huyện Cần Đức, đó là ông Bùi Quang Diệu và ông Nguyễn Quang Đại. Thì ông Bùi Quang Diệu còn gọi là Đốc Binh Là hay là Quảng Là, thì ông là một trong những người đã lãnh đạo nghĩa quân để mà đánh cái đồn Tây Dương ở Pháp vào ngày rằm tháng Chạp năm 1861. Và cũng từ đó thì nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu đã viết nên một án văn nổi tiếng, đó là Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, đã đi vào trong sử sách. Người thứ hai đó là ông Nguyễn Quang Đại. Thì ông Nguyễn Quang Đại là một nhạc sư nổi tiếng, và ông đã đưa cái nền âm nhạc cung đình đã trở thành cái ca nhạc tài tử và đã trở thành cái di sản phi vật thể của nhân loại. Và hiện nay thì linh vị của ông đã được thờ ở trong đình Vạn Phước. Có thể nói là cái sự kiện Tân khúc Nguyệt Cầm của các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT thì nó hoàn toàn phù hợp với cái không gian văn hóa của đình Vạn Phước, cũng như là cái chủ trương về bảo tồn về cái âm nhạc dân tộc của chúng ta, cũng như là cái mong muốn của ban hồi hương đình, cũng như là toàn thể nhân dân của xã Mỹ Lệ. Và khi mà nhận được cái kế hoạch của chỗ thầy Trần Văn Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng như là các bạn sinh viên FPT, thì Đảng ủy, Ủy ban đã có sự thống nhất cao. Thì lúc đầu thì chưa có tên chương trình, là Tân khúc Nguyệt Cầm. Thì sau đó thì xã đề nghị về huyện, về phòng văn hóa, về Ủy ban nhân huyện, và cũng được huyện thống nhất để cho tổ chức thực hiện. Có thể nói là tuy cái sự kiện Tân khúc Nguyệt Cầm nó là của một nhóm sinh viên thôi, của các bạn trường FPT, nhưng mà chúng tôi thấy là các bạn có sự chuẩn bị rất công phu. Đặc biệt là có sự hỗ trợ cố vấn của nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải, người là trưởng bộ môn âm nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì có sự tham gia của những nghệ sĩ ưu tú, rồi những nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Và chúng tôi là mong muốn là đêm nay quý vị khán giả sẽ được thưởng thức một cái chương trình văn nghệ thật là đặc sắc, thật là hấp dẫn. Và cũng qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn là mối quan hệ giữa trường Cao đẳng FPT và đơn vị xã Mỹ Lệ, vốn trước đây là cũng đã từng có cái mối quan hệ kết nghĩa, chúng ta mong muốn là sẽ càng thắt chặt hơn nữa cái tình cảm này, cũng như là mong muốn nhà trường sẽ có nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này hơn nữa ở xã Mỹ Lệ, để cho các bạn sinh viên có dịp rèn luyện, cũng như là người dân xã Mỹ Lệ có điều kiện để thưởng thức những cái chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc như thế này. Cuối cùng thì một lần nữa xin chúc cho chương trình Tân khúc Nguyệt Cầm của các bạn sinh viên thành công tốt đẹp, và xin chúc quý vị có một đêm thưởng thức âm nhạc thật là hay, thật là hấp dẫn. Xin trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là ý nghĩa của ông Bùi Quốc Toàn, và xin được phép mời ông nán lại sân khấu.
Và ngay sau đây cũng thể hiện tình cảm cũng như là lòng biết ơn từ ban giám hiệu nhà trường đến với các đồng chí lãnh đạo địa phương đã hết mình tạo điều kiện thuận lợi để cho các em sinh viên nhà trường có thể tổ chức được chương trình tối ngày hôm nay. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Trinh, Bí thư Đảng ủy, trân trọng kính mời bà Phan Thị Thu Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện, và trân trọng kính mời bác Phạm Văn Hiệp, Chánh bái Đình Vạn Phước sẽ lên sân khấu để nhận bó hoa thay cho lời tri ân từ phía lãnh đạo nhà trường. Xin được trân trọng kính mời thầy Trần Văn Nam, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Giám đốc FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu trao tặng hoa đến với đại diện lãnh đạo địa phương cũng như là đại diện lãnh đạo Đình Vạn Phước. Một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta cùng thể hiện sự biết ơn đối với lãnh đạo địa phương cũng như là đại diện Đình Vạn Phước đã hết lòng hỗ trợ cho sinh viên FPT Polytechnic nhóm The Moon để thực hiện thành công chương trình Tân Khúc Nghệ Cầm tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn thầy Trần Văn Nam và xin được kính mời thầy Trần Văn Nam sẽ nán lại sân khấu cũng để có những lời phát biểu về chương trình cũng như là động viên tinh thần của các em sinh viên trong ban tổ chức chương trình tối ngày hôm nay. Xin được kính mời thầy. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, trường Cao đẳng FPT Polytechnic gửi lời chào trân trọng tới quý nhạc sĩ, quý đại diện của lãnh đạo địa phương của xã Mỹ Lệ cũng như là trung tâm văn hóa của huyện Cần Đước cùng toàn thể các thầy cô cũng như là các em sinh viên đang có mặt và tất cả các bà con của Mỹ Lệ đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất ạ. Tôi đứng ở đây với một cái cảm xúc cũng rất là đặc biệt. Tôi cũng xin chia sẻ lại là với mảnh đất Mỹ Lệ thì chính tôi cũng cùng với những bạn sinh viên đầu tiên về kết nối thì cách đây cũng đã khoảng hơn 5 năm rồi. Chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động để đưa sinh viên về dưới xã Mỹ Lệ nhằm là tạo điều kiện cho các bạn học tập, rèn luyện, vui chơi cũng như là có một cái môi trường thực tế để giúp các bạn có trải nghiệm. Thế thì hôm nay là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta đang đứng ở một mảnh đất rất là giàu truyền thống, văn hóa, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ đất nước. Và đồng thời ở đây nó cũng là một cái nôi, một cái gốc liên quan đến văn hóa đờn ca tài tử, danh đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của Việt Nam. Thế thì khi mà chúng tôi tiếp cận với xã Mỹ Lệ cách đây hơn 5 năm, cái nhân duyên nó đã được gieo. Nhưng đến ngày hôm nay tôi nghĩ đây là một cái quả rất là ngọt khi đã có một nhóm là nhóm The Moon đã chọn Đình Mỹ Lệ và đã chọn để tổ chức sự kiện Tân Khúc Nguyệt Cầm. Xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên, các bạn đã tổ chức nên chương trình này và chúng tôi có mặt ở đây để cảm ơn sự có mặt, sự triển khai cũng như là cái quá trình các bạn đã làm nên cái sự kiện ngày hôm nay. Chúng ta cho một tràng vỗ tay cho nhóm The Moon đi các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng tất cả bà con thân mến, với Cao đẳng FPT Polytechnic chúng tôi đào tạo thì luôn luôn tìm chất liệu, luôn tìm những bài học từ thực tế để cho sinh viên mình trưởng thành. Và ngày hôm nay nó cũng như là một minh chứng, các em sinh viên chính là cái người mà chúng ta đang cần kết nối những giá trị của cha ông, và các bạn tiếp tục trao truyền, tiếp tục giữ cái truyền thống đó và các bạn nhân giá trị đó ra cái thế hệ tiếp theo và con cháu chúng ta sau này cũng lại có cái trách nhiệm như vậy nữa. Vậy thì dòng chảy ngày hôm nay nó đang được giữ và nó đang được kết nối, nó nối lại từ xưa tới nay, nó nối lại từ thế hệ cha ông tới thế hệ là các bạn sinh viên của trường Cao đẳng FPT nói riêng và thế hệ trẻ ngày nay nói chung. Với vai trò là đơn vị đứng đằng sau để đồng bảo trợ cũng như là triển khai các công tác hỗ trợ, chúng tôi cũng rất mừng khi mà các em sinh viên trưởng thành. Và cũng qua đây một lần nữa xin cảm ơn lãnh đạo địa phương, cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lệ, cảm ơn Trung tâm Văn hóa của huyện Cần Đước, cảm ơn các bác ở trong ban của hội của Đình
của Hương, của ban lãnh đạo của đình. Và cảm ơn tất cả các bà con ở trong khu vực của ấp Vạn Phước cũng như là ấp Cầu Chùa. Đây là những cái nơi mà chúng tôi cũng đã, sinh viên cũng đã về, đã gắn bó với bà con. Và hy vọng là sắp tới chúng tôi sẽ có nhiều những hoạt động nữa để giúp sinh viên về lại cuộc sống, về lại chính những cái nơi mà các bạn cần học những bài học rất là bình thường. Và qua đó các bạn sẽ hiểu hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc sống, có trách nhiệm hơn với gia đình. Và các bạn qua thời gian học tập tại trường, các bạn có những cái kết nối, có những cái nền tảng mới để chuẩn bị bước vào trong cái sự nghiệp, nghề nghiệp của mình. Và xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả quý thầy cô đã đồng hành cùng các em chương trình này. Và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của thầy Trần Văn Nam. Và Xuân Hiếu mời thầy nán lại sân khấu luôn ạ. Dạ, các bạn thân mến, nghe qua những gì thầy Trần Văn Nam vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta thấy được một điều, đó là một cái mối thâm tình, một cái sự gắn kết rất là sâu sắc giữa FPT Polytechnic cùng với xã Mỹ Lệ trong suốt hơn 5 năm qua. Và ngày hôm nay thì với tất cả những cái sự hỗ trợ không chỉ là đến từ lãnh đạo chính quyền địa phương mà còn là sự quan tâm hết mực của ban giám hiệu trường cao đẳng FPT Polytechnic đặt tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cũng như là tạo điều kiện để cho các em sinh viên khóa 18.1 nhóm The Moon, các em có thể tổ chức được nên chương trình này, một chương trình nghệ thuật cực kỳ là ý nghĩa. Và không chỉ có sự đồng hành của ban giám hiệu mà chủ nhiệm bộ môn kinh tế cũng rất quan tâm đến với sự kiện này và cũng đã đồng hành với các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Ngay sau đây xin được phép trân trọng kính mời thầy Đoàn Thanh Nghiêm, chủ nhiệm bộ môn kinh tế sẽ cùng lên sân khấu để đại diện nhóm The Moon sẽ trao tặng bó hoa thay cho lời tri ân cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường và bộ môn kinh tế đã hết lòng hỗ trợ và đồng hành cùng với các em. Và xin mời sinh viên Nguyễn Thị Kim Tiền, trưởng nhóm The Moon sẽ lên trao hoa đến với hai thầy. Xin mời em. Lớn hơn nữa, một tràng pháo tay được không các em? Xin được cảm ơn ban giám hiệu trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Cảm ơn bộ môn kinh tế, cảm ơn thầy Trần Văn Nam, thầy Đoàn Thanh Nghiêm. Kính thưa quý vị, thưa với tất cả bà con cũng như là các em sinh viên thân mến, có thể nói rằng là một cái sự kiện, một cái dự án ngày hôm nay có thể được thực hiện, đó là sự đồng hành, là sự hỗ trợ hết mình của rất nhiều các đơn vị, các bộ phận, và trong đó không thể nào không nhắc đến sự đồng hành của quý giảng viên. Ngay sau đây cho phép Xuân Hiếu cũng xin được trân trọng kính mời quý giảng viên thuộc bộ môn kinh tế sẽ lên sân khấu, cũng là dịp để cho các bạn sinh viên của nhóm The Moon, sinh viên khóa 18.1 bộ môn kinh tế ngành tổ chức sự kiện và truyền thông sẽ trao tặng hoa đến với các thầy cô. Xin được trân trọng kính mời cô Đặng Kiều Anh, trưởng chuyên ngành truyền thông tổ chức sự kiện, phụ trách mảng sự kiện. Xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thùy Vân, đồng trưởng chuyên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, phụ trách mảng truyền thông. Xin được trân trọng kính mời các quý giảng viên cũng trực thuộc bộ môn kinh tế. Xin được kính mời thầy Phạm Ngọc Bình là giáo viên hướng dẫn nhóm The Moon để thực hiện chương trình này. Và xin được kính mời cô Nguyễn Minh Hiếu, cô Trần Hà Phương Thảo. Xin kính mời cô Lê Nhật My, thầy Lê Hoài Bảo. Và kính mời cô Trần Thị Mỹ Hạnh. Và cũng để trao tặng hoa. Và xin được kính mời thầy Nguyễn Ngọc Hướng, chủ nhiệm bộ môn nhà hàng khách sạn du lịch cũng sẽ cùng lên sân khấu để nhận hoa tri ân từ phía các em sinh viên của nhóm The Moon. Xin được kính mời, xin được thông mời em Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh viên trường cũng như là trưởng nhóm The Moon sẽ một lần nữa lên sân khấu để trao tặng hoa đến với các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô vì sự hiện diện và đồng hành cùng với nhóm trong thời gian vừa qua cũng như trong buổi tối ngày hôm nay. Và cho phép cô Bình xin được mời thêm cô Xuân Hiếu cũng sẽ đứng vào đây. Xin được thay lời cảm ơn của các bạn sinh viên gửi tới cô Xuân Hiếu. Bởi vì MC Xuân Hiếu bên cạnh vai trò là một MC thì cũng là một giảng viên của trường cao đẳng FPT Polytechnic. Và hiện nay thì cô có một số công việc riêng nên cô không thường xuyên tham gia giảng dạy được. Thế nhưng có bất kỳ một sự kiện nào ở trong trường cần sự hỗ trợ của cô hay là các bạn sinh viên cần sự hỗ trợ thì cô sẽ luôn luôn đồng hành. Và cũng xin được cảm ơn cô đã nhận lời để dẫn dắt chương trình cho các bạn sinh viên.
xin được cảm ơn đại diện nhóm The Moon cũng như là xin được cảm ơn các thầy cô đã đồng hành cùng với nhóm với các bạn sinh viên trong dự án Tân Khúc Nguyệt Cầm. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đang được diễn ra tại Đình Vạn Phước với sự đồng hành của các đơn vị bảo trợ truyền thông FPT Polytechnic, nhà tài trợ vàng Galaxy Play, đơn vị đồng hành The Win Show cũng như là đơn vị thực hiện là các em sinh viên thuộc nhóm The Moon, sinh viên khóa 18.1 của trường cao đẳng FPT Polytechnic thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật là lớn để cùng tri ân tất cả những sự đồng hành của các đơn vị đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, thưa bà con cũng như là thưa quý thầy cô và các em sinh viên thân mến, đờn ca tài tử Nam Bộ, đây là một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc của vùng miền sông nước phương Nam, là sự kết hợp tinh tế, hòa quyện giữa tiếng đàn, lời ca và điệu diễn, vừa phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc, cũng như là mang những nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây. Và đối với những thế hệ trẻ ngày hôm nay thì để có thể cùng chung tay bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này, bắt buộc một điều rằng các bạn trẻ chúng ta phải hiểu, phải có kiến thức nhất định về điều này. Và trong chương trình ngày hôm nay, để có thể giúp cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn sinh viên, sẽ có thêm những góc nhìn, có thêm những thông tin về đờn ca tài tử, cũng như là những ảnh hưởng của đờn ca tài tử đối với nghệ thuật cải lương. Xuân Hiếu xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giảng viên, các em sinh viên, cũng như là quý bà con địa phương. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một khách mời, mà đây cũng là người đã dành rất nhiều tâm huyết, rất nhiều tình cảm đối với nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương nói riêng cũng như là sân khấu nước nhà nói chung. Xin cùng dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón thạc sĩ âm nhạc, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Thưa tất cả quý vị, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện. Tuy có thể nói là trong một cái khoảng thời gian như thế này sẽ khó có thể nào mà giải bày, có thể chia sẻ hết được những góc nhìn, những thông tin về đờn ca tài tử để có thể gửi đến với tất cả quý vị cũng như là đặc biệt các em sinh viên, những thế hệ trẻ ngày hôm nay hiểu hơn về đờn ca tài tử. Nhưng chúng tôi tin rằng là những sự chia sẻ đến từ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải chắc chắn là sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị để cho các em có thể là tiếp thu và qua đó chúng ta sẽ có những cảm nhận rõ nét hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nhân cái chương trình ngày hôm nay với chủ đề tên gọi đó là Tân Khúc Nguyệt Cầm, thì Xuân Hiếu xin được mời nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, thầy sẽ có đôi nét giới thiệu, chia sẻ với tất cả quý vị ở đây cũng như là các em sinh viên biết đôi điều về cái sự hình thành của nghệ thuật đờn ca tài tử cũng như là những ảnh hưởng của nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, người Việt Nam của chúng ta có truyền thống đoàn kết trong gia đình, trong xóm ấp, trong cả nước. Thì khi mà trong quá trình đi khẩn quan lập ấp, ông bà của chúng ta đi đến đâu cũng ở thành từng xóm, thì từng ấp, rồi đông nữa thì thành làng, mà bây giờ gọi là xã. Trong thường thì trong mỗi làng đều có một cái nơi để thờ phượng, đó gọi là đình, cũng giống như chúng ta đang ngồi ở đình Vạn Phước. Thì khi mà thờ thì phải có cúng, gọi là cúng đình. Và khi có cúng thì phải có lễ, có lễ, có nghi, và sau lễ thì có hội. Ở trong tất cả các cái đình ở phương Nam chúng ta nói riêng, thì khi cúng đình thì có cái phần lễ, khi phần lễ có nhạc lễ. Nhạc lễ thì gồm có các cái nhạc khí, nhạc cụ, một bên là bộ võ gồm có trống kèn, một bên là bộ văn. Bộ văn thì bộ văn của nhạc lễ rất là quan trọng. Thì trong quá trình như vậy thì hết cái lễ thì tới hội, những người nghệ nhân đờn ca tài tử đầu tiên đó, họ mới dùng cái lòng bảng
của bên cái phần đờn để họ viết cái bài ca vào để ca. Nếu mà viết vào ca rồi có luôn cả cái dàn trống, dàn kèn nữa thì không được, tại vì cái đó là chỉ để mà tế thần thôi, không có được đem ra dân gian chơi. Muốn đem ra chơi thì mình chỉ đem ra những cái giai điệu rồi viết lời ca vô. Rồi những cái nhạc khí nhạc cụ thì cái quan trọng nhất là cái âm sắc, tức là giống như cái lỗ tai mình thưởng thức quen là đờn kìm còn tranh bầu, đem vô thì trong cái đờn kìm là cái tiếng Nam Bộ, nhưng mà cái tiếng trong danh mục đào tạo là đa nguyệt, còn tiếng ở văn chương thì gọi là nguyệt cầm, mà bên tiếng Anh gọi là the moon, thì đó the moon rồi nguyệt cầm và đờn kìm nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Bởi vì cái tiếng đờn kìm, cái tiếng nguyệt cầm đó từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có cái âm sắc đó, mà khi mình chơi đờn ca tài tử thì cái âm sắc đó rất là quan trọng. Trong cái quá trình mà chơi cái phong trào đờn ca tài tử vậy mấy trăm năm thì mới hình thành nên một cái số bài bản rất là đông. Tới năm 1855 thì có sự ra đời của cụ Nguyễn Quang Đại, là người ở Quảng Trị rồi vào làm quan ở Huế. Đến năm 1885 do cái sự cố vua Triều Nguyễn đó, tức là vua Hàm Nghi, thì cụ Nguyễn Quang Đại mới đi vào Nam để tìm cách để tụ họp dân chúng lại cùng nhau khởi nghĩa kháng Pháp. Thì trong cái nhiệm vụ của cụ Nguyễn Đại đó là tập hợp dân lại với cái hình thức là đờn ca. Do đó cụ có một cái năng lực tập hợp rất là nhiều nhạc sĩ ở khu vực phía Nam, vùng sông nước, để mình họp hội lại mới hình thành nên cái bài bản mà hiện bây giờ chúng ta có hơn 100 bài, nhưng mà lúc đó chắc lọc lại có 20 bản tổ. Thì cái đó là một cái công sức mà cũng là nhờ cái sức ảnh hưởng của triều đình thì cụ Nguyễn Quang Đại mới làm được điều đó. Thì trong 20 bản tổ đó chúng ta có 7 bản lễ, tức 7 bản lễ là lấy nguyên cái lòng bản lúc nãy mình đã biết đó, mình hiểu đó, thì viết lời ca mới gọi là đờn ca, thì lúc đó gọi là bài. Rồi tiếp theo là 3 bản nam. 3 bản nam là Nam Xuân, Nam Mai, Đạo Ngũ Cung, thì cũng từ nhạc lễ đem ra nhưng mà cấu trúc lại thành câu, thành lớp, do đó xếp riêng thành một cái bộ là 3 nam. Chúng ta có 7 bài lễ với 3 nam là 10 bài. Tiếp theo thì chúng ta có 6 bản bắc. Thì 6 bản bắc có một cái nguồn gốc rất là đặc biệt, đó là từ cái ca Huế đem vào Nam. Tôi thí dụ như là ở ngoài Huế người ta đờn Lưu Thủy chẳng hạn, thì họ cộng họ sư sang xế sang, họ cộng họ sư sang, thì đem đây là họ là họ sư sang, thì như vậy đó. Rồi mở nhịp ra mới thành Lưu Thủy Trường, rồi Phú Lục, Lưu Thủy Phú Lục Bình Bán Xuân Tình Tây Thi của bản, thì bài Tây Thi là được sáng tác sau. Nhưng đó là cái dấu vết của cái truyền thống ông bà của mình đi vào Nam mà đem nhạc lễ rồi tới nhạc yến tiệc, tức là ca Huế vào, hình thành lên là mình được 16 bài. Còn 4 bài nữa đó là Tứ Đại Phụng Hoàng Giang Nam Phụng Cầu, thì đầu tiên đó là ảnh hưởng những cái tên gọi cũng từ miền Trung đem vào, ví dụ như ngoài Huế mình có Tứ Đại Cảnh thì trong này Tứ Đại Quán vân vân. Thì đó là khái lược cái sự hình thành của đờn ca tài tử và cái công sức đóng góp của cụ Nguyễn Quang Đại trong cái sự hình thành bài bản cũng như nhạc khí của đờn ca tài tử. Dạ. Và như vậy là với sự chia sẻ đến từ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải thì chúng ta đã có một cái nhìn đầu tiên, chúng ta hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử là như thế nào. Ít nhất là Xuân Hiếu cũng biết là có hơn 100 bài, trong đó là có 20 bài tổ nha các bạn. Rồi là biết về nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại là người đã có cái công rất là lớn trong cái việc là tập hợp các nhạc sĩ ở khu vực phía Nam để mà có thể là duy trì và phát triển ra những cái bài nhạc mà có cả nhạc khí cũng như là hình thành nên cái nghệ thuật đờn ca tài tử. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến với một bài ca. Đây là một cái tác phẩm được viết trên bản ngũ đối thượng, nói về nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Bài ca có tựa đề là Tri Ân Tiền Nhân. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca này qua giọng ca của Quán Quân Hội Thi Đờn Ca Tài Tử tỉnh Long An năm 2020, nghệ sĩ Trần Thịnh. Mời tất cả quý vị và các em cùng thưởng thức. Thank you.
về đây ta tiếng hồ trong ngày quý kỳ nhạc sư xin tập nén nhang thơm kính dâng lên đức ông thành tâm mà tri ân công đức của người ông vốn là một nhà quan bôn ba vào miền Nam. Xin được trân trọng cảm ơn giọng ca của nghệ sĩ Trần Thịnh vừa gửi đến chúng ta bài ca tri âm tiền nhân, và qua bài ca này thì chúng ta càng biết nhiều hơn một chút nữa về nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Và kính thưa tất cả quý vị cũng như là thưa nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, rõ ràng là trong suốt quá trình hình thành và phát triển thì có thể nói là đờn ca tài tử đã trở thành là một trong những món ăn tinh thần không thể nào thiếu được đối với người dân Việt Nam nói chung cũng như là người dân đất phương Nam nói riêng. Và trong suốt cái quá trình phát triển từ ngày ấy cho đến bây giờ thì phải nói rằng là đờn ca tài tử cũng đã có những cái sự biến đổi, và cái sự biến đổi này thì nó tạo nên một cái sự sinh động hơn nữa cho đờn ca tài tử với một số những cái hình thức ca diễn ra đời, trong đó có hình thức biểu diễn là ca ra bộ. Vậy thì hiểu như thế nào về hình thức biểu diễn ca ra bộ? Xin mời nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn về điều này. Em xin được kính mời thầy. Kính thưa quý vị và bà con thân mến, như mình biết bài ca tài tử được viết đó là một bài văn. Bài văn đó có thể là ta cảnh, cảnh đẹp hay là cảnh quê hương, hoặc là nói đến lòng hiếu thảo, hoặc là nói đến một cái tình cảm gì đó, hoặc là tự sự, thì đó là một cái bài ca nó tròn vẹn như một bài văn có nhập đề thân bài kết luận. Đến năm 1900, đó là theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên, còn theo nhà nghiên cứu Dương Hồng Sởn thì đó là những năm 1910. Còn theo cô Mai Mỹ Duyên, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên thì nói là năm 1906. Thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là có một nhóm đại ca, đờn ca tài tử được đi qua bên Pháp để biểu diễn. Thì sau khi biểu diễn về đó, thì có một cái bài ca rất là nổi tiếng, đó là một cái bài ca kể chuyện. Nhưng mà không phải kể chuyện thường, mà khi mà mỗi lần mình kể chuyện tới một cái vai gì đó thì cái người ca đó mình đóng cái như là mình nói cái ngữ âm như là một cái vai đó. Đó là bài Bùi Kiệm Thi Rớt Trở Về do cô Barak ca. Ví dụ như là Kiệm từ khi thi rớt trở về, bùi ông măng nhét nhúng trề, chắc tại mày ham bè đó. Thì ca là mình có cái ngữ âm, ngữ điệu của mình lúc đó như là mình đóng cái vai đó. Thì đó là vào đầu những năm 1910. Thì lúc đó ở tại Mỹ Tho đó, đó là một cái nơi cuối cùng của cái đường xe lửa từ miền Bắc, miền Trung vào tới đó thì hết. Có một cái cụ, tức là phó tổng 12, lên đó để nghỉ chờ xe lửa đi. Thì ông cụ phó tổng 12 đó mới thấy cái hình thức ca đó, mới thích quá, mới đem về Vĩnh Long, tức là quê của cụ ở Vĩnh Long. Thì đến năm 1915 thì cụ Tống Hữu Định mới phân cái ba cái vai thành ra ba người khác nhau. Cũng trong cái chuyện Bùi Kiệm Thi Rớt Trở Về thì đặt cái tên là Bùi Kiệm Nguyệt Nga, có ba vai mà không phải ngồi chỉ ngồi đờn ca ở trên bộ dáng gõ bộ dáng rồi hai bên có trưng bày, mà đứng lên đóng vai cũng như ba người. Thì đó là có thể nói đó là đầu tiên để hình thành nên cái ca ra bộ, nói lên rằng cái điệu ca tài tử cũng có thể ca ra bộ đối đáp với nhau như là những cái hình thức đã có trong truyền thống, như là hát tuồng hay là như là ca hát chèo chẳng hạn. Thì mình thấy rằng đó là một cái bước tiến rất là đặc biệt. Trong khi mình ca thường thường thì mình ca chỉ ngồi ca, mà bây giờ lên ca và có đối đáp nhau trong phạm vi của một cái bài văn, thì đó là một cái phát kiến rất là hay của những người đờn ca tài tử những năm 1915. Dạ, và để cụ thể hóa nhiều hơn nữa về phần giải thích vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải đối với hình thức biểu diễn ca ra bộ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Mãi Nhớ Ơn Bác Hồ dựa trên bản Xuân Tình qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Trần Thịnh và Tín Nghĩa.
ơi, Lệnh Na, ra anh nhờ em chút chuyện đi em. Dạ, anh Hai gọi gì vậy anh Hai? Nè em. Dạ. Em hãy lấy bó hoa quệ vào trong nhà. Ủa, chi vậy anh Hai? Lấy lộc chi đó mà có bồng với hoa? Chứ trời ơi, không lẽ em quên thiệt? Dạ. Ngày hôm nay là ngày gì? Ủa, hôm nay là ngày gì? Anh hãy nói rõ ràng cho em biết đi. Như vậy là chúng ta đã có thêm được thông tin về hình thức biểu diễn ca ra bộ. Và thưa quý vị và các bạn, thực sự thì đối với nghệ thuật đờn ca tài tử đã có những cái bước phát triển rất vượt bậc trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Không chỉ là sự xuất hiện của hình thức biểu diễn ca ra bộ, mà nghệ thuật đờn ca tài tử cũng có ảnh hưởng đến cải lương. Vậy thì cái sự ảnh hưởng này là như thế nào? Không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà chính bản thân Xuân Hiếu ngày trước đó thì rất dễ có cái sự nhầm lẫn là đờn ca tài tử với cải lương là một, và mình hay gộp chung mình gọi là cải lương. Vậy thì kính nhờ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải sẽ có thể có những cái thông tin để giúp cho thế hệ trẻ tụi em có thêm cái nhìn nó chính xác hơn, cũng như là hiểu hơn về cái sự ảnh hưởng của đờn ca tài tử đối với cải lương. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, tiếp nối câu chuyện hồi nãy thì đến năm 1917 đó, thì cụ An Rê Thận ở Sa Đéc, thì lúc đó Sa Đéc cũng là nằm trong cái tỉnh Vĩnh Long, thì cụ mới xin cái hình thức ca ra bộ đó để biểu diễn ở của cái gánh hát xiệc của cụ Thận đó. Thì trước khi mà hát xiệc thì hát ca ra bộ trước. Thì đến năm 18 thì cụ An Rê Thận nó mới nhường cái gánh hát xiệc đó lại cho một cái người ở Mỹ Tho. Thì lúc đó thì bắt đầu 1918 đó là năm đầu tiên để mà hình thành nên cái sân khấu cải lương. Sân khấu cải lương thì theo nhiều nhà lý luận thì có hai cái hướng. Một hướng thứ nhất là người ta nói rằng đàn ca tài tử tới ca ra bộ rồi bắt đầu mở ra, người ta mới sáng tác ra chập rồi nhiều chập mới thành ra gắn lại với nhau, thành ra nhiều cảnh mới thành một vở cải lương. Nhưng mà một cái hướng khác người ta giải thích thế này, người ta nói là sân khấu truyền thống Việt Nam mình có mấy ngàn năm, từ khi có hát chèo từ thế kỷ thứ 10 rồi tới tuồng cũng khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11, thì cái sân khấu đó đi vào miền Nam thì hình thành nên là gọi là hát bội. Thì hát bội đó rất là nổi tiếng ở miền Nam của chúng ta. Thì hát bội đó, tới cái thời mà những năm đầu thế kỷ thứ 20 thì cái chữ quốc ngữ mình phát triển rất là mạnh, và những cái văn ngôn phát triển rất là mãnh liệt. Thì hát bội á, thường thường là văn biền ngẫu và hát chữ nho không à. Người ta khó hiểu, do đó người ta muốn cải cách, tức là cải cách cái câu văn, lời văn đó thành cái văn ngôn bình thường, những cái người lời nói bình thường của tiếng Nam của chúng ta. Rồi cái đờn ca thay vì trong cái hát bội thì chủ lực vẫn là những cái bài bản giống như là nhạc lễ, thì người ta mới đem cái nhạc tài tử vào để dùng diễn tả, diễn đạt những cái tình huống kịch tính. Do đó cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền, tuồng tích, sánh văn minh, vẫn giữ những cái tuồng tích cũ, nhưng mà tuồng tích cũ đó viết theo cái cách, cái văn của người Việt bình thường, và cái đờn ca tài tử đem vào. Thì lý luận theo cái hướng thứ hai là mình có thể hiểu rằng âm nhạc tài tử làm nền tảng cho cái sân khấu cải lương. Mà thực tế hiện bây giờ nếu một cái kịch bản mà diễn ra, chúng ta loại hết những cái bài bản tài tử trong đó thì không còn gọi là cải lương nữa. Tức là trong vở cải lương cũng là một cái kịch nói hoặc là kịch hát, nhưng mà trong đó phải có ca giọng cổ, rồi phải có ca Năm Xuân Năm Ai, có ca Điệu Bắc thì nó mới hình thành ra cải lương. Nói tóm lại là chúng ta phân biệt được là tài tử, đờn ca tài tử đó là một loại hình đờn ca thính phòng, tức là những cái bài bản nó rời nhau để diễn tả một cái câu chuyện gì đó. Còn sân khấu cải lương là một cái câu chuyện dài, nó có cái tính kịch, và cái sân khấu nó có nhiều cái loại hình nghệ thuật trong đó kết hợp thành nghệ thuật tài tử, mà lấy âm nhạc tài tử làm cái nền tảng để diễn đạt cái tâm hồn của nhân vật.
Nói thêm nữa là về bài Dạ Cổ Hoài Lan. Bài Dạ Cổ Hoài Lan hình được ra đời từ năm 1919 của cụ Cao Văn Lầu. Cụ Cao Văn Lầu là được sinh ở thành làng Thuận Lễ, hiện bây giờ là huyện Châu Thành, tỉnh Long An của chúng ta. Thì cụ Cao Văn Lầu đến 9 tuổi thì mới đi lập nghiệp ở dưới Bạc Liêu. Thì ở dưới đó có một cái điều kiện gia đình nên cụ Cao Văn Lầu mới sáng tác ra bài Dạ Cổ Hoài Lan. Bài Dạ Cổ Hoài Lan mỗi một câu có hai nhịp mà chúng ta có thể sẽ thưởng thức sau đây. Thì từ cái bài từ là từ phu tướng bảo kim sắc phán lên đàn, thì cứ khoảng từ 7 tới 10 năm thì cái mở nhịp ra gấp đôi. Mình có là một câu có hai câu, một câu có hai nhịp, bây giờ thành bốn nhịp. Bốn nhịp đó thì có quyển sách nói rằng của cụ Quỳnh Thủ Trung, tức là cụ Tư Chơi, đã mở nhịp thành nhịp tư, nó mỗi một câu thành bốn nhịp. Nhãn đành kêu sương nơi biển Bắc, tức là ba nhịp mình bỏ mô trước nhịp, mình vô là nhãn đành là nhịp thứ nhất. Thì tức là lúc đó bài Dạ Cổ Hoài Lan đã được mở nhịp ra thành nhịp tư, thì lúc đó gọi là vọng cổ Hoài Lan, và sau này gọi là vọng cổ nhịp tư. Thì cứ khoảng 7 năm tới 10 năm thì nhịp tư đó hình thành nên nhịp 8. Thì bài nhịp 8 nổi tiếng được vô dĩa đó là bài Vang Vẳng Tiếng Chuông Chùa. Vang vẳng tiếng chuông chùa, dòng công phu của đoàn sứ dài. Thì cái câu nhạc nó dài ra gấp đôi thành nhịp 8. Rồi tính nhịp 16 thì cứ mỗi một cái nhịp trẻ làm đôi nữa, thành ra mỗi một câu có 16 nhịp. 16 nhịp thì cái bài nổi tiếng đó là cái bài Tôn Tẩn Giả Điên do nghệ nhân nhân dân Úc Trợ Ôn ca. Ví dụ thế này: quý trời đất ơi cái nông nổi đoạn trường, cũng bởi vì tôi quá tinh thần, bàn quyến là bản thiết. Nó dài đó. Rồi đến 10 năm sau nữa, tức là khoảng đầu năm 50, thì cái bài vọng cổ nhịp 16 đó lại phân làm đôi nữa, thành ra vọng cổ nhịp 32 như bây giờ chúng ta ca. Thì vọng cổ nhịp 32 có hai cách vô, một cách là đờn vô trước và một cách ca vô trước. Cách ca vô trước thì chúng ta nghe rất là nhiều, có cái câu vô vọng cổ rất là mùi mẫn trước, thì mình nghe rất là nhiều trong cải lương, có thể trong chương trình này chúng ta sẽ thưởng thức sau. Thì đặc biệt là chúng ta nhắc lại bài Dạ Cổ Hoài Lan là bài nền tảng để từ đó mới sinh ra các bài vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16 và nhịp 32 như sân khấu cải lương sử dụng hiện nay. Dạ, kính thưa nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải cũng như là thưa với quý vị đại biểu và các bạn sinh viên, như vậy là chúng ta đã có cho mình những thông tin thật sự là rất là hữu ích trong cái việc chúng ta sẽ hiểu như thế nào về đờn ca tài tử, hiểu ra sao về ca ra bộ, cũng như là có những cái sự phân biệt nhất định về đờn ca tài tử và những ảnh hưởng của đờn ca tài tử đối với sân khấu cải lương. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài ca mà như lúc nãy nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải có chia sẻ đó, bài Dạ Cổ Hoài Lan. Đây là một cái bản nền tảng để phát xuất ra thêm những cái bài ca mà ở nhịp 4, nhịp 6, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, vân vân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Dạ Cổ Hoài Lan của tác giả Cao Văn Lầu với sự thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Lý. Thank you.
kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức vừa rồi thì cái bài này được sinh ra năm 1919, sân khấu cải lương sinh ra năm 1918. Tuy nhiên cái khi mà cái bài này được sinh ra thì được sân khấu cải lương tiếp nhận rất là nồng nhiệt, từ bài già cổ hoài lang tới nhịp tư, nhịp tám, nhịp 16, nhịp 32 thì luôn luôn lúc nào trên sân khấu cải lương cũng có cái điệu này. Đó là một cái đặc trưng mà không có một bài bản nào có ngoại trừ già cổ hoài lang lên đến dần cổ nhịp 32. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin thêm đến từ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải đã cho chúng ta biết về bài già cổ hoài lang. Và người trình bày vừa rồi cũng là nghệ sĩ Huỳnh Lý, cũng là một học trò của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, để chúng ta thấy rằng là thế hệ trẻ ngày nay cũng rất là quan tâm, cũng rất là yêu mến đối với các loại hình nghệ thuật dân tộc của nước nhà. Và có lẽ là trong một cái khoảng không gian thời gian như thế này thì để nói hết được những cái hay, những cái điều thú vị trong cái loại hình nghệ thuật dân tộc nước nhà, mà cụ thể ở đây là đờn ca tài tử, là sân khấu cải lương, thì chắc sẽ khó lòng mà nói hết. Tuy nhiên với tất cả những tâm huyết cũng như những sự chia sẻ từ nãy đến bây giờ, chúng tôi nghĩ rằng nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải đã mang đến cho tất cả quý vị, quý bà con theo dõi chương trình, và đặc biệt là các em sinh viên thế hệ trẻ chúng ta, rất nhiều những thông tin thú vị xoay quanh trong chương trình tối ngày hôm nay, Tân Khúc Nguyệt Cầm. Xin cùng dành một tràng pháo tay để tri ân những sự chia sẻ cực kỳ ý nghĩa đến từ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Và ngay bây giờ thì cho phép Xuân Hiếu xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải sẽ tiến ra sân khấu, và trân trọng kính mời thầy Đoàn Thanh Nghiêm, chủ nhiệm bộ môn kinh tế, sẽ lên sân khấu để trao tặng hoa tri ân đến với nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải vì sự đồng hành của thầy đối với nhóm The Moon, với dự án cũng như là sự góp mặt của thầy trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, và xin được trân trọng cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Để vậy hả thầy? Và quý vị và các em thân mến, nãy giờ thì chúng ta đã thưởng thức phần trình diễn của các nghệ sĩ, minh họa rõ nét hơn cho chúng ta thấy về những cái phần chia sẻ giới thiệu đến từ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Thì có lẽ là một tràng pháo tay để chúng ta một lần nữa cảm ơn các thành viên đến từ ban nhạc đờn ca tài tử trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị và các em thân mến, kể từ khi ra đời thì nghệ thuật cải lương đã trở thành món ăn tinh thần phổ biến, và cho tới tận bây giờ đã được công chúng đón nhận vô cùng nồng hậu. Những tác phẩm nghệ thuật cải lương đã phản ánh hơi thở của thời đại, làm đúng được kỳ vọng như hai câu đối: cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuần tích sánh văn minh. Ngay sau đây, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở cải lương kinh điển có tựa đề Tiếng Trống Mê Linh của soạn giả Vĩnh Điền, với phần trình diễn của hai nghệ sĩ cũng đã dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm đối với sân khấu cải lương nước nhà. Xin cùng dành một tràng pháo tay chào đón sự thể hiện của hai nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Đúng rồi. Thank you.
trừng trắc, ngươi dám khởi binh chống lại thiên triều, nay thì sách chồng ngươi đã bị ta bắt giữ. Ngươi hãy mau bỏ giáo quy hàng, ta sẽ tha cho thi sách trở về vợ chồng đoàn tụ, dân ngươi sẽ sống an vui. Nhược mặt ngươi không chịu quy hàng thì binh trời sẽ thảo phạt, sống thác hai đường, ngươi nên chọn. Ta sợ giáo gươm rèn chưa kịp đủ thì đã phải đương đầu dây chặt rồi. Đường xa sương gió, phu quân nên cẩn trọng. Phu nhân, phu nhân bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó cả. Phu quân, sắp xuống một gia đền ơi, muôn dặm đường trường gió ngựa tung, nhìn bao khắc sâu lời môi thù chung. Trường giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề, tuy xa nhau muôn dặm dài, nhưng có nhau về dài trong dầu buồn đắng cay chỉ sợ bầu trời nam u tối, quân thù gieo bao tàn, ta cho riêng nhau đánh lòng đêm máu thương, muôn dân son sắt như nhà chưa quên câu. Ôi chân đau trên bầu trời như sáng soi
chồng về. Ta chung lo ngăn chặn buồn mai một đầy nhìn con sông tươi thắm. Ngày về Vinh Quang phố nhân thì tương quân trường trắc sống thác hai đường, ngươi hãy chọn. Và ta đã chọn một chậm bước qua.
gặp nhau đây là lần gặp gỡ sao anh hùng. Ta cảm ơn tất cả đã tan đình tình đi bảo toàn mà sống cho ta dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, nhưng đã phải ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi trong đồng đi, nổi trong tấn công đi, tấn công trong tại sao cô dân vẫn còn đó giữ mặt không hiểu chung cương, chắc hẳn nàng vẫn không quên mấy lời trong đêm giả biệt ngược báo khắc sau lời nguyện ước quên mình rửa sạch mối thù chung, quên mình rửa sạch mối thù chung. Hay hay lắm ơi, đó là lời mà vợ chồng ta thường nói, vậy thì nằm một chân chờ chi nữa, chân chờ chi nữa phu nhân, chân chờ chi mà không nhiều tấm gương sáng đó để hàng sao hậu thế soi cùng. Người sống thoát là chuyện đi về, hốt tan là trò dông bể, tất cả đều không đáng kể, mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi nhà thương. Phụ nhân hãy nổi trong đồng ý, nổi trong tấn công đi. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dù cho phải hy sinh phụ tướng. Người dân Nam anh hùng,
trước đền thờ thiên lý của quốc tổ Hùng Vương, thề hy sinh giết giặc cứu non sông, giết giặc cứu non sông, xin thề, xin thề, xin thề, xin thề, xin tấn công. Thêm một tràng pháo tay thật là lớn nữa để dành cho nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Và Xuân Hiếu xin được giới thiệu thêm cùng với tất cả quý vị, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương là nghệ sĩ thuộc thế hệ đời thứ 5 trong một gia tộc, gia đình có truyền thống nghệ thuật rất là lâu đời, đó là gia đình của Bầu Thắng Minh Tơ. Và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cũng là nghệ sĩ thuộc gia đình con nhà nòi. Và Lâm đã đạt được chuông vàng vọng cổ trong cái độ tuổi còn rất là trẻ. Hiếu nhớ khi đó là 19 tuổi đúng không? 17 tuổi. 17 tuổi đúng không em? Đây chứng minh cho chúng ta thấy là người trẻ vẫn luôn hết lòng quan tâm đến với nghệ thuật nước nhà, đặc biệt trong đó là có sân khấu cải lương. Một tràng pháo tay thật lớn nữa dành gửi tặng đến với hai nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị và quý bà con cũng như là các em thân mến, thật sự là Hiếu ngồi ở bên trong khán giả đó, theo dõi phần biểu diễn của hai nghệ sĩ, thật sự là mình nổi gai ốc hết luôn. Bởi vì các bạn thấy đó, đối với một người nghệ sĩ khi mà biểu diễn ở trên sân khấu, ngoài cái việc phải nhớ lời ca, nhớ giai điệu thì còn phải có cả vũ đạo nữa. Và để có những cái tiết mục rất hay biểu diễn cho chúng ta xem như thế này, đó là tâm huyết vô vàn của nghệ sĩ đặt trong từng vai diễn, đặt trong từng câu ca, giai điệu. Vậy nên đối với tất cả nghệ sĩ khi biểu diễn trên sân khấu, chúng tôi luôn mong sẽ nhận được thêm nhiều hơn nữa những tình cảm, những tràng vỗ tay đến từ phía tất cả quý vị, đặc biệt là từ các bạn sinh viên, để chúng ta tiếp thêm tinh thần cho các nghệ sĩ đến với chương trình tối ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, thì bên cạnh những vở tuồng cải lương thì những bài ca lẻ của vọng cổ cũng luôn luôn được rất là nhiều khán giả mộ điệu yêu thích. Có thể nói đây là những cái bài vọng cổ mặc dù là ngắn thôi, nhưng mà thông qua những bài ca này thì cũng đã truyền tải được những thông điệp, những câu chuyện ý nghĩa, đôi khi là từ những cái tích xưa để mang tới cho chúng ta những bài học về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Và những bài ca bắt nguồn từ những câu chuyện, những điều xảy ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ tiếp nối chương trình Tân Khúc Nguyệt Cầm buổi tối ngày hôm nay, Xuân Hiếu xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, bài vọng cổ Tần Quỳnh Khóc Bạn. Và với bài vọng cổ này, chúng ta sẽ được hân hạnh thưởng thức qua tiếng hát của một nữ nghệ sĩ tài danh, mà phải nói là qua rất là nhiều tháng năm thì giọng ca của chị vẫn không thay đổi, và tình yêu của chị đối với nghệ thuật nước nhà cũng không có gì là đổi thay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cùng chào đón nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng. Đơn nhị ca. Nghe hung tính nhị ca đà thọ khổn, hồng đào sớm em quay ngựa trở về đây. Kìa, giữa pháp trường khói lửa ngập trời bay, quân đao phụ sắp ra tay hành quyết, dừng tay lại. Khoan khoan, hãy để anh càng quân đừng giết quan một trang hào. Kiếp nghe lời anh định thủ bớt
một lưỡi gươm đưa đã giúp mạng anh hùng. Đơn nhị ca ơi còn đâu như một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa chúng ta cùng nhau thề cấu chỉ ngã em nâng, dẫu tự sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Thế mà hôm nay ưu hiểm núi vang giữa phát trường đành kia tái nhìn nghiêng. Đơn nhị ca dội da quay về. Trời ơi trễ một phút giây anh đã ra người thiên cổ, thì lòng dạ nào em chẳng tới tim. Là thành nỗi em tỉ làm chi, nỡ xuống tay giết người băng. Dẫu không thương em cũng đừng nên hạ thù giết kẻ thù. Ở đầu môi trên lối quãng đồ muôn nẻo ngược xuôi, anh mang chi cả mong đáp thành phán lụy. Nhưng trời không ngửa lòng người dũng sĩ, nên giữa chiến trường, nên giữa pháp trường anh đành phải chịu xa cơ. Ai còn bày ra chi, ai còn bày ra cái cuộc tâm tử đau thương, lễ đưa tiệc rượu đào phá nước mắt. Chén rượu năm xưa kết giao tình bạn thương, chén rượu ngày nay dứt đoạn nghĩa kim bằng. Dạ, tắt giùm cô đi, tắt giùm cô. Dạ, trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin trân trọng kính chào quý ban lãnh đạo và toàn thể tất cả quý bà con cô bác. Cũng qua lời mời giới thiệu của em Quốc Bình, Thanh Hằng được về đây, được gặp gỡ trong cái ngày tối đêm nay. Phải nói rất là hân hạnh và hạnh phúc lắm khi đem lời ca tiếng hát của mình đến để cống hiến, để phục vụ cho toàn thể quý bà con cô bác đã thương yêu mến Thanh Hằng suốt bao nhiêu chục năm qua. Một lần nữa Thanh Hằng xin trân trọng kính chúc cho quý vị một buổi tối rất bình an, vui tươi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sức khỏe dồi dào. Và để đáp lại tấm chân tình thương yêu, Thanh Hằng cũng sẽ gửi đến cùng quý vị một trích đoạn cải lương nữa rất nổi tiếng của soạn giả Hoàng Anh Chi mà Thanh Hằng đã đoạt được giải huy chương vàng toàn quốc năm 1995 được mang tên Nhụy Kiều Tướng Quân. Xin mời quý vị thưởng thức. Lê Minh! Lê Minh ơi, anh có nghe tiếng em gọi anh không Lê Minh? Trong giây phút chia tay, dân người trải ly đồ đào, đây non sông đang chờ
người. Đây ước mong toàn dân xin ghi nhớ, cho câu tiếp ai lên đường. Lời vàng xin ghi nhớ, trên đường xa mang vào lòng. Non sông ơi xin thề rằng, mang kiếm công về trên quê hương đất. Gió cầu tiếng người à. Trời của quân an sao triếu nặng căm hờn, chiến công thầm lặng của người anh quý mến nghe như có nụ cười và nước mắt ở lòng ta. Giá ngựa bọc thay cơn quốc tiếng à, anh hùng hồ quý chén tình. Cho tôi vài phút giây nín lặng, vuốt mặt người ta son sắc cơ vẹn thề. Lê Minh, Lê Minh ơi, một lại năm xưa ta ký thác sang Hà, trọng tay viên tướng trẻ. Ngươi chẳng phụ lòng non nước, chẳng phụ lòng ta. Vậy thì đây ba lại này đây, một của non sông, một của chủ tướng. Ta tạ ơn Lê huynh còn một lời nữa, còn một lời nữa là của đứa em gái mà từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ thì anh em mình phải chia xa vĩnh viễn rồi, phải không Lê? Trối lỗi kỳ công, trối lỗi kỳ công ta ghi danh người dũng tướng. Lê Minh là trên hết, Lê Minh là trên hết. Rạch đường hướng ta xin thề trước anh hùng. Dẫu cho thịt nát xương tan, dẫu cho còn hơi thở cuối cùng, thì đất nước này ta quyết không lùi nữa bước. Ngủ đi huynh, ngủ đi một giấc ngủ. Đất nước Nam cầm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Hay quá, nghe nữa không cả nhà? Nữa không ạ? À? Chắc là phải nữa rồi, ngồi trong em nghe cũng hay quá chị Hằng ơi. Cảm ơn em. Dạ, nhưng mà có lẽ là trước khi Xuân Hiếu mạn phép mời nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi tặng đến chúng ta một tiết mục nữa, thì Xuân Hiếu muốn được hỏi chị Hằng một câu ngắn.
Thưa nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng, là chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Tân Khúc Nguyệt Cầm và được thực hiện như để thể hiện một cái sự tiếp nối cũng như là để giúp cho các bạn thế hệ trẻ, đặc biệt là các em sinh viên của cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh, các bạn sẽ có thêm những cảm nhận rõ nét hơn về những cái loại hình nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Vậy thì để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong cái việc này thì chị sẽ có những cái lời động viên như thế nào dành cho các bạn trẻ, thưa chị? Xin cảm ơn Xuân Hiếu rất nhiều. Và trước tiên thì Thanh Hằng cũng sẽ trả lời câu hỏi của Xuân Hiếu đã gửi cho Thanh Hằng. Câu hỏi rất là dễ thương và rất có ý nghĩa cùng với lại tất cả các bạn sinh viên với thế hệ trẻ 4.0 thời đời A cộng này. Bộ môn đàn ca tài tử sân khấu cải lương là sắc tộc của dân tộc Việt Nam, là của hồn thiên sông núi của Việt Nam. Cho nên rằng là tuy rằng là ở đâu đâu đi nữa, dù cho bất cứ ở nơi nào, phương trời, góc biển nào đó, mà còn người nghe giọng cổ thì nơi đó còn người Việt Nam. Cho nên rằng là Thanh Hằng nghĩ đó là một cái bộ môn mà gọi là đã đi sâu vào trong lòng, trong máu, trong tim của người Việt Nam rồi. Thì các con thế hệ trẻ, tuy rằng các con thế hệ trẻ, các con chưa tìm hiểu nhiều về sắc tộc của đàn ca tài tử như thế nào, nhưng mà có những chương trình như thế này, có ban tổ chức cho những chương trình như thế này để cho các con tìm hiểu hơn, hiểu nhiều hơn. Cải lương của chúng ta coi như là rất là tinh túy và rất tốt đẹp, và coi như là, và cải lương là một cái nơi mà để gọi là các con tìm hiểu về tiếng Việt của người Việt Nam của chúng ta. Cải lương á, thì thật sự rằng là sắc quyền hỏi ngã nặng đều đúng nghĩa, đúng cụ tử nó, chứ không có thể nào lên lết hơn được. Cho nên rằng là Thanh Hằng muốn đem đến cho tất cả các con những trích đoạn cải lương vừa qua, cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thú Sương và nghệ sĩ Võ Minh Lâm đã đem đến cho các con về nhiều cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Chính nhờ có cải lương thì các con mới tìm hiểu nhiều hơn nữa về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cho nên rằng là Thanh Hằng nghĩ rằng là các em thế hệ trẻ này thì nói thật sự, khi nãy vừa bước vào đây, Thanh Hằng đã thấy được cái không khí của các em, cái sinh hoạt của các em, đã nhìn thấy Thanh Hằng, hiểu biết. Thì biết Thanh Hằng là biết nghệ sĩ cải lương, là các em đã hiểu về cải lương chút đỉnh nào rồi đó. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng. Và có lẽ là với những chia sẻ từ chị thì chị cũng là những cái thông điệp muốn gửi gắm đến với tất cả các bạn trẻ của chúng ta, là đối với những loại hình nghệ thuật của nước nhà như là đờn ca tài tử hay đến với sân khấu cải lương, nó rất là dễ hiểu, rất là hay, cũng như trong đó chúng ta sẽ tìm thấy được là những cái tinh túy, tinh hoa của tiếng Việt, những câu chuyện lịch sử hay là những thông điệp ý nghĩa trong đời sống được chuyển tải một cách rất là hay và đi vào lòng người. Một lần nữa thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng. Và chắc có lẽ bây giờ thì Xuân Hiếu sẽ nhường sân khấu này lại cho chị một lần nữa, để xin được mời chị sẽ gửi tặng đến với tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay một nhạc phẩm nữa. Dạ, cảm ơn Xuân Hiếu rất là nhiều. Dạ. Và để không phụ lòng quý vị thì Thanh Hằng cũng muốn hát đến cái bài hát này của cố soạn giả, coi như là một cái người mà nơi cái nôi của sân khấu cải lương, đó là bác Sáu Cao Văn Lầu, là ở Bạc Liêu, là nơi quê hương xứ sở của bác Sáu Cao Văn Lầu, cái người đã có sáng tác ra một cái bài Dạ Cổ Hoài Lang. Và tiền thân của Dạ Cổ Hoài Lang là những bài giọng cổ, thì nơi đó là quê hương Bạc Liêu. Thanh Hằng muốn gửi đến cùng quý vị một khúc hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn được mang tên Bạc Liêu Hoài Cổ. Xin mời quý vị thưởng thức. Nghe tiếng đàn ai rao sao câu như sống lại hồn cao văn lầu, về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son một thời để nhớ ngày đó ta rồi.
dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi cò bay thăng canh nhìn mỏi mắt. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu dưới sông Cà Chốt trên bờ Triều Châu. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trưng tỏa mình giàu cho nhắn gửi Bạc Liêu lời sông có càng tình không đôi dời dù đi xa trăm mớn ai nổi tháo nổi hoài hương Bạc Liêu thương quá hình bóng một thời để nhớ ngày đó xa rồi bên nước mặn biển cho muối nhiều bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi cò bay thăng canh nhìn mỏi mắt. Chốt trên bờ Triều Châu nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trưng tỏa ra mình giàu cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có càng tình không đôi dời dù đi xa trăm hương ai người thốc nhối hoài hương Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà dù đi xa trăm hương ai người thấu nỗi hoài hương Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà. Dạ, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được chia sẻ thêm với quý vị là nghệ sĩ tài danh Thanh Hằng cũng hoạt động trong một gia đình mà mấy chị em cũng theo đuổi nghệ thuật với sân khấu cải lương. Đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng nè, rồi chị là chị của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, rồi nghệ sĩ ưu tú Ngân Quỳnh, rồi nghệ sĩ Thanh Ngọc. Bốn chị em đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Và kính thưa tất cả quý vị, bên cạnh những vở cải lương lấy đề tài về lịch sử thì những vở cải lương lấy đề tài về xã hội, về cuộc sống cũng luôn luôn được rất là nhiều những khán giả mộ điệu đón nhận và được yêu thích qua rất là nhiều năm. Bởi vì trong những cái vở cải lương lấy đề tài xã hội như thế này thì sẽ góp phần truyền tải những cái thông điệp ý nghĩa mà ngay sau đây chúng tôi muốn mời tất cả quý vị cũng như là quý bà con và các em sinh viên sẽ cùng theo dõi một cái trích đoạn cải lương mà đây có thể nói là một trong những vở cải lương kinh điển của sân khấu nước nhà, đó là vở cải lương Đời Cô Lụ.
Đây là vở cải lương lên án những kẻ cậy quyền, ức hiếp người nghèo cũng như là chia sẻ với những phận đời kém may mắn trong chế độ phong kiến trước đây và cũng mong muốn cho họ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nên tác phẩm này luôn luôn được khán giả Mộ Điệu đón nhận dù ở bất cứ giai đoạn nào, thời điểm nào. Và chúng tôi tin rằng ngay sau đây, trên sân khấu này, khi trích đoạn cải lương diễn ra chắc chắn cũng sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngay sau đây, trích đoạn vở cải lương Đời Cô Lụ của soạn giả Trần Hữu Trang sẽ được gửi đến chúng ta qua sự thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, huy chương vàng Trần Hữu Trang, Lê Thanh Thảo và huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nghệ sĩ Điền Trung. Một tràng pháo tay, chúng ta cùng chào đón phần thể hiện của các nghệ sĩ trong trích đoạn cải lương Đời Cô Lụ. Cái tích cây nào cũng đóng bợn già hết, nhắc mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho sáng mà không có đứa nào chịu làm hết, tệ quá. Một tổ mày nè, lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy. Má con hù chút xíu cho vui mà. Ủa dạ chồng con đâu rồi? À, dạ chồng con đi làm à. Ủa còn ba con đâu rồi má? Ổng đi lên đám cúng đình ở trển á. À má ơi, lát nữa má có đi coi hát không má? Hồi nào giờ má có thấy con đi coi hát đâu à. Mà giờ có chồng rồi thì thấy đi coi hát. Dạ tại chồng biểu con đi cúng tiền, con tặng mắc cỡ quá nên con rủ má đi chung cho vui. Má không có muốn đi tới lui chỗ đông người đâu con. Con cứ lên đó đi, rồi mình coi cô bác bà con làm sao thì mình làm, bắt chước y như vậy là đúng hả? Má, má đi với con đi mà. Sao má khó quá à? Lâu lâu rủ má đi, má không chịu đi. Đi đi mà, năn nỉ mà đó. Con gái lớn rồi, có chồng rồi mà còn nhõng nhẽo với má. Má, à, đi đi mà. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Chó! 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 Sika! Chó! Chó! Nào, ra khơi người ta! Nè! Ta vô đi con! Chó! 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 Nè nè! Ai đó! Vô đi! À, vậy vô đi! Vô, vô không được! Ủa? Con chó nó liếm tôi kìa! Không sao, vô đi! Nói vậy chứ nó hiền lắm à! Nó hiền lắm hả con? Ừ! Dạ dạ! Rồi. Mày đừng có liếm tao nha! Vô đi! Vô đi! Ủa? Anh Lân! Dạ chào con ơi! Ủa? Bữa nay không đi câu cá hả? Dạ không thưa cô! Dạ bữa nay tôi không có đi câu. Ồ, nói vậy con có quen biết với chú em đây à? À dạ, dạ à, tôi thường đi câu, mỗi lần câu được cá lớn đều bán cho cô, cho nên dạ cô mới biết tôi đó thưa bà. Dạ chú em có ở gần đây không? Dạ anh ở chỗ bà Hai Hương á má, bà Hai Hương trồng trầu đó má. Vậy ha? Dạ chú em gần đây mà tôi không có biết. Té ra tôi vô tình. Nói ra chú em đừng buồn tôi nghe. Dạ, dạ không dám đâu thưa bà. Dạ à, hôm nay chú em qua đây có chuyện gì? Dạ thưa bà, có ông ở nhà không thưa bà? Ông đi đám kỳ yên rồi, tới chiều mới về. Dạ. Bây giờ có chuyện gì chú em nói với tôi đi, rồi chiều ông về tôi nói lại với ông được không? Dạ. Dạ không có ông ở nhà thì bà mới thông dong đọc bức thư này được. Ba tôi dặn là phải đưa tận tay cho bà. Bà xem thư xong thì lập tức trả lời cho ba tôi biết liền. Dạ, dạ thơ đây thưa bà. Dạ, dạ thưa má. Dạ, thưa bà con về. Thưa con anh, tôi về. Anh Luân ơi, nếu mà câu được cá lớn á, đem qua đây tôi mua giùm cho nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Dạ. Dạ thưa bà, tôi về con chó. Không sao đâu, không sao đâu, cứ đi bình thường, không sao đâu, nó không có cắn đâu, đừng sợ. Nó liếc tôi sợ quá. Không sao đâu, nó liếc vậy chứ nó hiền lắm anh. Anh cứ đi bình thường đi. Mình chạy nó cắn hả? Ừ, đúng rồi, đi từ từ thôi, bình tĩnh đi nha. Dạ, dạ, dạ thưa cô, tôi về. Chào anh.
Mực ơi Mực, đừng cắn tao nghe Mực. Võ Minh Thành. Má, ai đưa thư gì cho má vậy má? Thôi để con đọc giùm má nha. Bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành, đã lãnh án 25 tù vì bị người ta cho cái tội làm quốc sự, bị hàm quan. Lúc đầu tôi còn than trách cho tạo quá lá lai, nhưng lần hồi qua 19 năm gần gũi với các bạn tù làm quốc sự, tôi mới sáng ra nhiều lẽ. Mà trước đây phận nghèo, hủ nho của tôi không tài nào hiểu được cảnh bất công giữa chủ điền và tá điền, cảnh lộng hành của bọn cường hào ác bá hiện đầy dẫy khắp nơi, hồi thúc tôi vượt ngục trở về. Bà tính sao nếu đứa con trai mà trước chồng bà định thủ tiêu, bịa đặt là nó bị kinh phong mà chết, hiện nay nó vẫn còn sống nhưng sống nghèo nàn và vuốt nát, bà có còn nghĩ đến con và có muốn gặp con không trước khi tôi mang nó đi xa? Đứa con mà lúc cấm thai bà chỉ đòi an toàn mẹ non, tên của nó là Võ Minh Luân, chính là cái thằng mang thư cho bà đó, dạy hàm cho bà rõ. Má, trong thư nói gì mà sao con không hiểu được vậy má? Võ Minh Luân, con tôi còn sống. Má, ai viết thư cho má? Má, chồng của má. Chồng của má. Kim Anh ơi, vì chàng đau thương. Má, má ngờ trôi xuôi theo dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Vẫn có một đời
chồng trước khi về. Đừng có nói chi tới mấy trăm đồng bạc
Việc này gấp gấp quá, không tiện nói với ba. À, má, con có cách rồi má. Cách gì? Cách gì vậy con? Trước tiên má hãy viết một bức thư bảo rằng trước tiên má chưa rõ ngọn ngành, kể từ hôm nay má sẽ lo cho anh luôn không thiếu thốn vớ vẩn. Rồi con về số tiền má đừng lên lo ngại, con sẽ cố gắng chu toàn. Nỗi trong ba hôm con sẽ có ai để má đưa cho anh luôn. Con ơi hiện giờ tâm trí má như điên dại, con tính cách nào đừng để có hại thêm. Má nghe con đừng lo lắng nhiều hơn, chỗ khó khăn thế nào thì con sẽ lo ổn thôi. Vậy má hãy vào trong giết thơ ngay cho kịp, kẻo ba con về đây đổ bể ra mọi chuyện càng thêm bất tiện. Má, má giết thờ đi, lẹ đi má ơi, lẹ đi để kéo ba về đúng không má ơi? Ba về là chết luôn rồi má ơi, má giết lẹ nha má. Rồi. Thôi mày không có được má rồi. Ơi, má ơi, má bất thường má ơi. Việc cái nói cái gì là phải nghe cái đó biết chưa? Tháo cái chưa làm ơi. Không có khi mà có nói rồi. Dạ, thưa ba mới về. Trời ơi, ba ơi, ba sao không ba? Ba, sao té dữ vậy? Ai nói tao té? Ủa? Tao té đâu mà tao té. Tao mới té tới thì nè. Nè. Tao thấy cái nền nhà nó đẹp, tao muốn dòm coi gấp cho nó kỹ. Trời ơi, té mà còn vậy nữa. Ba lên đây ngồi đi ba. Ủa? Mày. Hình như ba. Gì? Ba sai hả? Bậy. Bậy không có được nói ba sai. Ba đừng té. Nói ba sai là ba tự ái à. Ba uống hơi nhiều. Con biết không, ba tiếp toàn là chức sắc không à. Dạ. Họ mời ba đâu có thể nào từ chối được, đúng không? Dạ. Thôi, dạ, ba uống miếng nước đi ba. Ba uống. Mới đang ngủ luôn rồi. Ba. Dạ. Ba nói không sai, mà tự nhiên ba ngủ luôn vậy. Ai nói mày tao ngủ? Trời ơi, ngủ ngáy khò khò luôn á ba. Tao nhắm mắt tao để đó thôi. Ừ, nhắm mắt mà ngáy luôn. Ngáy đâu? Tao đang luyện giọng. Trời ơi, ba. Ủa ba, trên đám cúng đình người ta còn y xèo kìa. Sao ba về sớm dữ vậy? Y xèo là cái bọn nhỏ trôi trôi đó. Nó không có đồ ăn, nó dành ăn cho nó y xèo. Còn ba của con á, được mời, được thỉnh, ngồi trên ăn trước lắm với ba y xèo. Ờ? Dạ. Dạ. Con đâu? À, dạ, nay nhà con đi làm rồi. Anh ấy kêu con qua đây mình đó ba. À, chồng bay được á. Nó dân Tây mà nó xài được. Dạ. Không giống như mẹ con mày. Nhìn mặt khó ưa. Gì vậy ba? Sao ba nói khó ưa? Rồi lâu nay sao không về thăm ba? Tại ta bận quá mà. Ba kỳ quá. Bận? Hôm đám cưới á. Hôm mà đứa dâu á khóc lóc rồi con không nỡ xa ba xa má. Trời đất ơi, tới chừng gã nó qua bển rồi nó không về thăm ông già luôn. Ba kỳ quá, ba chồng tao rồi. Ta nói rồi, tao nói gì cái, ta chịu thằng chồng mày. Nó là cái thằng mà tha quạt bạc phái chi mà nó có cái mặt ở trong cái bộ tiệc nó phụ ba coi như là tiếp khách. Con biết không, ba ngồi ba uống mà. À, ba nhớ lại cái là ba bỏ quên cái chìa khóa ở nhà. Ba phải vội bỏ hết công chuyện cái ba chạy về ba coi cái chìa khóa để đâu. Lỡ như có bà gì đó mất cái là chết ba luôn. Để ba vô ba kiếm. À, ba. Ba đi đâu ba? Đi vô lấy chìa khóa. Ba vô trong hả? Má ơi ba vô. Má ơi ba vô nha. Má ơi ba vô. Hình như nó ấm hiểu gì ra. Dạ đâu có, ba ơi nghi ngờ quá. Tự nhiên má ơi. Không được, cái chìa khóa tủ sắt. Má ơi, ba vô. Phải vô, má ơi, ba vô, má ơi. Khóa tủ sắt nghe rồi. Má đâu rồi, má.
thơ của bác Thành đâu má. Rồi con bức thơ bác Thành luôn. Trời ơi, ma bình tĩnh, ma đừng có rùng. Ma rùng cái con rùng theo. Ma bình tĩnh thôi. Thấy bác có ràng hay không? Mà lấy tiền mà đưa cho con kia ma đúng không? Mày đưa bóp đây. Dạ không có. Mày đưa bóp đây tao. Không có gì đâu ba. Mày đưa đây, mày lấy cái gì trong đó? Đưa đây, mày đưa cho ba. Ba. Lịch sử ở đây không được lục soát bất đồng. Ấy nhưng mà bắp. Lịch sử Âu Tây không được lục soát bất đồng. Dạ, thứ ba con về. Dạ, thứ má con về. Về đi. Ôi sư cô, bà. Lịch sử. Ê, chứ bà còn cái bất đồng, cái bóp mày giấu cái. Trời ơi, già mấy nhỏ nó gạt. Bà thấy con bà không? Bà dạy con bà để cho nó hổn với tôi á. Nó nói tôi không có lịch sử, trong khi tôi là người rất lịch sử. Trời ơi, cái chìa khóa tôi đâu? Cái chìa khóa tôi đâu? Bà giấu chìa khóa tôi đâu? Bà nói đi, cái chìa khóa tôi bà. Đây mình đã giờ không nói kiếm chết. Thời bố giờ phải kỹ lưỡng. Không kỹ lưỡng thở chút cái rồi bọt rất chắc chết luôn. Kỹ rồi. Qua đi chợ về còn ba cắt sao không đưa tôi? Tôi để ở trên bàn làm việc của ông đó. Sao để trên bàn làm việc mà ông đưa tận tay tôi? Tính để tôi quên rồi ém làm của riêng à? Sáng mà mua gì, chiều mà mua gì tôi ghi sổ hết rồi. Một xu cũng không có lọt nữa, đừng nói là ba cắt. Đi vô lấy cái bà toan cho tôi. Bà dòm tôi gì? Tôi biết tôi đẹp. Bà biết là tôi giận bà lắm không? Tôi giận bà, tôi ghét bà, tôi hận bà biết không? Vô lấy cái bà tôn cho tôi, ly lắm. Sống ở nhà, tôi ngột ngạt muốn chết luôn. Gặp mặt nhau à, giống như người dân cái lạ. Bực bội, khó chịu trong người. Đưa hai tay. Già riết giống như cái đám ma. Từ ngày bà về ở trong cái ngôi nhà này, chưa bao giờ bà nở với tôi một nụ cười. Lúc nào cũng vậy, vẫn cái mặt u uất, trầm tư, âm trì, địa ngục. Bà chờ đợi cái gì? 19 năm rồi bà còn chờ đợi cái gì? 19 năm, 20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Xương cha nó cũng mục nữa, đừng có nói là xương con. Tôi...
Hết rồi quý vị ơi, trời ơi, đang muốn coi nữa. Hay quá, đang muốn coi nữa mà hết rồi, thật sự là thời gian không cho phép. Dạ, xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn trong trích đoạn cải lương Đời Câu Lụ. Xin được cảm ơn một lần nữa nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, huy chương vàng Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo và huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc nghệ sĩ Điền Trung vừa mang đến cho chúng ta một trích đoạn cải lương Đời Câu Lụ rất là hay. Dạ, và có lẽ là trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được cùng nhau đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và như lúc ban đầu Xuân Hiếu cũng có thưa cùng với tất cả quý vị, quý thầy cô, quý bà con theo dõi chương trình cũng như là các em sinh viên. Chương trình Tân Khúc Nguyệt Cầm, đây là một cái chương trình nằm trong dự án tốt nghiệp của các em sinh viên ở nhóm The Moon, là sinh viên khóa 18.1 thuộc bộ môn kinh tế, ngành truyền thông và tổ chức sự kiện. Thì phải nói rằng là trong suốt quá trình mà các em thực hiện dự án này, đó là cả tâm huyết của một tập thể để có thể có những cái tiết mục, có những cái nội dung thể hiện trên sân khấu này thật sự là không hề đơn giản một chút nào hết. Tuy nhiên, trước khi nói về cái sự nỗ lực, cố gắng của các bạn sinh viên đến từ nhóm The Moon, thì chúng tôi cũng muốn dành một cái lời tri ân sâu sắc đến với các chị em, các anh chị em ở bộ phận ekip hậu đài. Thường thường các bạn, đây là bộ phận ít khi được nhắc đến, nhưng để có thể là giúp cho các nghệ sĩ trở nên thăng hoa hơn trong từng vai diễn, thăng hoa hơn trong từng câu hát, lời ca, thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị, chúng ta cũng sẽ dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng tri ân ekip sau đây. Đầu tiên cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến với hai nhạc công Huỳnh Tiến và Nguyên Phong, cũng là hai nhạc công còn rất là trẻ đang ngồi ở khu vực này. Xin được cảm ơn make up làm tóc Ngọc Nga, xin được cảm ơn hỗ trợ trình diễn đó là hai bạn Hoàng Trương và Phương Phương, xin được cảm ơn nhà thiết kế Công Minh và Yến Phương đã hỗ trợ cho phần thiết kế phục trang của trích đoạn cải lương Tiếng Trống Mê Linh, xin được cảm ơn nhà thiết kế Tâm Huỳnh đã hỗ trợ phục trang trong trích đoạn cải lương Đời Câu Lụ, cũng như xin được hỗ trợ cảm ơn sự hỗ trợ của bộ phận âm thanh ánh sáng đã cùng hòa điệu để chúng ta có những cái tiết mục rất là đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng tri ân rất nhiều ạ. Và quay trở lại nói một chút về dự án tốt nghiệp. Đây là dự án của nhóm The Moon, các bạn sinh viên thuộc khóa 18.1. Các bạn đã phải nói là làm rất là hết mình cùng với sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn, đó là thầy Phạm Ngọc Bình, cũng như là sự hỗ trợ của các nghệ sĩ tham gia trong biểu diễn tối ngày hôm nay. Và cũng có thêm một cái thông tin rất là thú vị mà Xuân Hiếu cũng muốn chia sẻ thêm, đó là trong khoảng thời gian gần một tháng qua, thì để có thể tạo nên một cái sân chơi thu hút các bạn trẻ tìm hiểu về nghệ thuật đơn ca tài tử cũng như là sân khấu nước nhà nói chung, thì các bạn cũng đã tổ chức nên một cuộc thi với tên gọi là Giai Điệu Phương Nam. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với ba gương mặt đã đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Giai Điệu Phương Nam. Xin cùng dành một tràng pháo tay để chào đón quán quân Kim Ngân. Xin chào đón Á quân 1 Thái Quốc. Xin chào đón Á quân 2 Yến Bình. Và một tràng pháo tay cho top 3 của cuộc thi Giai Điệu Phương Nam. Ba bạn còn rất trẻ ạ. Chào các em. Bây giờ thì hãy nói một chút cảm xúc của mình nha. Cảm xúc của mình khi mà đến với cuộc thi Giai Điệu Phương Nam, rồi cảm xúc khi các em đạt giải, và điều quan trọng là cảm xúc của các em như thế nào khi các em được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến quý ban lãnh đạo, các anh cô chú anh chị nghệ sĩ và tất cả các bạn sinh viên và quý thầy cô đang có mặt ở đây ạ. Và để nói cảm xúc bây giờ thì thật sự là cả ba tụi em đều rất là hồi hộp. Sau khi mà xem phần trình diễn của các nghệ sĩ thì tụi em thật sự là rất là ngưỡng mộ và cảm thấy rất là vui khi mà mình được đứng chung trên một sân khấu với các cô chú anh chị. Và sau khi mà tham gia cuộc thi, tụi em cũng cảm thấy đó là một điều may mắn khi mà cả ba chúng em đều đạt được giải cao và có cơ hội trình diễn tại chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Yến Bình. Thế còn với những chia sẻ đến từ Kim Ngân, quán quân của Giai Điệu Phương Nam, em có những suy nghĩ như thế nào nè?
Dạ, lần đầu tiên thì cho xin phép em Trang Kim Quân gửi lời chào đến các quỹ ban lãnh đạo cũng như là các bà con cũng như là các bạn sinh viên FPT đang có mặt ngày hôm nay ạ. Thì sau khi mà em tham gia cái cuộc thi của các chị, các anh chị The Moon thì em cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Tại vì trước đó thì em rất là sợ đứng trên sân khấu. Sau khi mà đạt một cái giải thưởng đó thì em cũng như là có cái động lực hơn để tiếp bước cái đam mê của mình. Đam mê cụ thể hơn là đam mê gì? Dạ, em thích đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe. Đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe và sẽ càng hay hơn khi em cùng với nhiều bạn của mình sẽ tiếp bước để gìn giữ một phần nào đó những cái loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Bởi vì lời ca tiếng hát cũng là một trong những cách mà chúng ta có thể truyền tải những thông điệp, những cái điều rất là hay ho đến với người nghe, đúng không nào? Cảm ơn những chia sẻ của Kim Ngân. Và bây giờ thì chị muốn nghe lời chia sẻ của Áo Quân 1, chàng trai duy nhất trên sân khấu của chúng ta. Cảm xúc của em khi đến với cuộc thi cũng như là đêm nay là như thế nào nè? Dạ vâng, thì cảm xúc của em khi ban đầu tham gia cuộc thi là đó là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi về ca hát. Có rất nhiều sự bối rối, lo sợ cái thứ, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại em đã vượt qua được cuộc thi, đứng được trên sân khấu này em rất là vui. Nhưng do cũng không phải được quá nhiều lần đứng trên sân khấu cho nên hiện tại em vẫn còn khá là run, cho nên cũng không biết nói gì nhiều à. Những cái sự rung hồi hộp rồi sẽ dần qua đi khi phía bên dưới em là quý vị đại biểu nè, quý thầy cô, quý bà con, rồi các bạn khán giả chắc chắn là sẽ ủng hộ cho tụi em, những người rất là trẻ đã bằng những cái tình yêu của mình để đến với giai điệu phương Nam, mang một cái lời ca tiếng hát để mình cùng chung tay góp phần gìn giữ những cái loại hình nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Và có lẽ là ngay sau đây trên sân khấu này của chúng ta, phải chăng sẽ là một tiết mục kết hợp từ ba em để có thể mang đến một cái món quà tinh thần cho tất cả mọi người theo dõi chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Dạ. Và sau đây xin mời mọi người cùng thưởng thức Liên Khúc Lý ạ.
chiều dần buông dần chờ đợi ai như tóc em bay bay theo dòng tiếng chung câu hẹn ngày xưa. Về đây dừng chân trên bến sông nước lăng tăng tâm tình nhắn gửi người yêu có hay chăng thì trong gần gắn câu chiều ta dương mãi chờ đợi ai tia nắng soi rừng rừng đôi bờ bóng nghe chim nhạc tìm.